Đây là hình ảnh camera ghi lại vụ cướp tiệm vàng Kim Hùng ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vào đêm ngày 3 tháng 12. Hung thủ đã ra tay tấn công vợ chồng chủ tiệm vàng bằng búa và lấy đi một số vàng, bạc. Sau một giờ gây án, đối tượng đã bị công an bắt giữ. Cách đó 2 ngày, đêm 1 tháng 12, một tiệm vàng tại xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi cũng bị một đối tượng dùng búa đập bể tủ kính rồi lấy đi 7 đôi vòng vàng 18K trị giá khoảng 123 triệu đồng. Còn đây là vụ cướp xảy ra tại một tiệm vàng ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 11 vừa qua. Theo camera ghi lại, trong lúc một đối tượng liều lĩnh nổ hai phát súng để thị uy thì đối tượng khác đập tủ kính để lấy vàng. Sau quá trình truy xét, công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ và khởi tố 3 đối tượng có liên quan để điều tra hành vi cướp tài sản. Tiệm vàng, nơi mua bán, trưng bày vàng bạc có giá trị lớn, lâu nay luôn là những con mồi ngon trong mắt tội phạm cướp giật. Và hàng loạt vụ cướp táo tợn xảy ra vừa qua là hồi chuông cảnh báo đối với các tiệm vàng trong công tác đảm bảo an toàn. Trước tình hình đó, mới đây trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra một số khuyến cáo đối với những cơ sở kinh doanh loại hình này. Cụ thể đề nghị các tiệm vàng thay đổi kính cường lực cho cửa và các tủ trưng bày. Lắp camera không phải là để hù dọa gì cả, mà lắp camera ở đây là các đối tượng đều có sự khảo sát trước, kỹ lưỡng trước khi là chuẩn bị gây án. Thì đề nghị rằng là trong 1 hoặc 2 ngày bảo vệ ở tại tiệm vàng đó phải quan sát camera kết hợp với cả cái chức năng bảo vệ của mình để giám sát xem là có cái đối tượng nào khả nghi đi lại nhòm ngó trong một số các thời gian gần nhất tại với cả tiệm vàng của mình để có cái sự cảnh báo, cảnh tỉnh. Thượng tá Nguyễn Đăng Nam đề nghị hệ thống camera của các tiệm vàng phải được kết nối với công an phường để khi xảy ra sự cố, trực ban công an phường có thể biết được sự việc và hỗ trợ kịp thời. Tôi thông tin với các bạn, hầu như bảo vệ chúng ta chỉ có làm mỗi nhiệm vụ dắt xe thôi. Khi xảy ra sự việc là không có một cái động thái gì để giúp, để tự vệ trước hãng, chứ chưa đừng nói là bảo vệ những cái tài sản hoặc tính mạng của những người mà đã mình làm công tác bảo vệ. Trước sự yếu kém về chuyên môn của một số bảo vệ các tiệm vàng, Thượng tá Nam đề nghị những lực lượng này phải được đào tạo sâu về công tác chuyên môn, khả năng tự vệ, bảo vệ, kỹ năng giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra.